ngày 22 tháng 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Tiên Banh chi nhánh Bắc Thanh Hóa tổ chức hội nghị khách hàng năm 2024 với chủ đề Kết nối, đồng hành, cùng phát triển. Năm 2023, Việt Tiên Banh chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, dư nợ đạt trên 7.150 tỷ đồng, tăng trưởng trên 27%; huy động vốn đạt 5.760 tỷ đồng, tăng trưởng gần 21% chất lượng dịch vụ được xếp loại xuất sắc trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam. Hội nghị khách hàng năm 2024 là dịp để ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Bắc Thanh Hóa tăng cường kết nối, đối thoại với khách hàng, thông tin về các cơ chế chính sách của ngành ngân hàng đối với doanh nghiệp và người dân, đồng hành cùng phát triển trong thời gian tới.